Okay, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh Startup IT. Chúng ở video lần này cứ to về lượng muốn tạo tông cho mọi năng viêm backup and replication. Chúng lượng năng ở cả về lượng muốn dùng ở video thì mọi năng dùng thua tạo tông mọi ca đầm là vì viêm năng hay video thì pi dùng thua tạo tông cho mọi năng năng ca config vì sản phẩm thua cả backup với năng config backup job chỉ đàm rồi có add vì âm châu cho mọi năng vì mọi giờ ở score này chẳng video nâng hương tạ tông cho mùi nâng ca recovery file hay đôi chỉ nâng ca recovery vì âm nó bề đài đó hò file bao dương ở user tha file bao quát bạn hơi cái chọn những chui vô một với những ad check mới nâng lơ về nâng bàn hay mới tiết tạ tông cho mùi nâng vi âm tạ tạ hò vi âm lợi ý sạch bởi dân vi blue screen có vi bánh hạ ấy mùi bạc ở trên chẳng hạn á nhưng chọn recovery có reset với vành chẳng vì vi bởi dân cứ dân ad phở bạn. Ok, nâng chiếc cô mà nông đi video tỷ bầy nâng hãy chẳng dương cho bà đàm ngọt khá nế chẳng đó khá nế cho tới nế ở đó họ tha lớn nhóm thua cao bạch ập vì mùi tục sân và ở lớn đó họ tha lần lượt user có click file mùi lần lượt desktop. Ok chẳng đó bê đề vim thua cao bạch ập vì bạch ập thua mà đà là nhầm ai về thua cả bệnh áp chắc nó bên này về thua cả bệnh áp viên nâng từ tiên cho ở rõ tên ở đây rõ pha là lưu vi âm bao dưỡng á tục rồi hai bề đại mình cả bạch bằng ấy dưỡng ai được khâu đi một bệnh bạn. Ok là ở xa về riêng dương tích là nhầm scope video nâng sẵn chạm bề đại vì bánh dưỡng nhầm chạp đám thua cho mấy cái đồng tiền. Nên đó khi này là vì khinh thay vì backup job ấy lấy hướng xa cho từ can AD vào dưới hay dừng lộp file ở desktop như mới chào. Ok nhưng lộp chào hay dừng lộp không thông được mẹ điện chẳng ở trong đăng tha ở ta dừng ai vô pha năng một bên bàn ớt dừng ai cho từ vì mới dưỡng hay dừng mở bị khẳng khổm này này backup ấy dừng vô bị thật đi hai dân select do AD bởi dưỡng á, bởi dưỡng bên AD chứ đó, nhưng mơ tam năng chạy sạch đài rồi đó nhầm mơ sẽ đảm lỡ vía hai dân dọc biệt thá restore cái file và có thể chọn install vi ấm, nó có thể install được lỡ ní ná rồi dân install cái file và chẳng và thì mình pi bởi phê chẳng bởi dưỡng cứ dân store Microsoft record đi nội chẳng bởi dân chỉ AD bởi dưỡng mà xin bởi dân chỉ vi ấm bởi dân chỉ Linux OS dựng restore lên mà thế này là bây giờ người dân thừa mùi Windows chẳng là dân thật dựng Windows anh ấy cứ chết thứ ngay thì việc thừa ca bài áp đó nè và thứ ngay thì anh ấy cứ bị ban mà pi cái lại nè nơi cái lại store với nè nông nạp bây giờ nè thế chỉnh mở bài bài áp ok này cứ bị store ngay nè và chẳng là lại nó cứ bị tiền vô pin nông hay là lo dân chạy vô màu đấy muốn muốn nó dựng bệnh áp đó vì bệnh áp chỉ một hết incremental đó rồi nhiều một triệu con bị đá đến thay vì bệnh áp nên vì một hết cứ full bệnh áp nâng nâng increment bệnh áp trong full nó việc bệnh áp tầng o tại đi dân bên bảo màn chi pha bảo màn vì bệnh áp tới nè tại bảo increment nó cứ việc bệnh áp nè pha nè được có process nè lại tập tại phải cài update cài prai anh lấy dân vô ở muốn đó chạy nách nên vì sao chúng ta hát ấy ở riêng sân bởi dương hát ấy bán chỉ thử ca restore file năng mà mình chẳng dương ở đạc có đạc tới mà đạc có đạc tới hay là nhầm ọt đạc tới nên ok chẳng dương summary mà mình tha vì âm nắng một phần đấy hay mình tâm hồn một phần đấy original và biết cứ nên là IP bảo ESX nè nên là ESX original ho chẳng dương restore point cho cảm đẹp này hay là dương finish vì nâng thua ca run hay tới recovery vì nâng tự tiên vô ai cả xa bị khăn nông nè vì nâng tự tiên vô ai cả xa bị nịa tới nè và tiên vô bị nịa tới bùa đến cứ chia tha chia bằng đông này phạt bệnh áp bộ vế nè trong bằng ốc này ai từ lúc tất cái cứ dừng rồi lên khờ nhảy. Ok ốc này cho mà mơ là lơ trải xí nè bọn ốc này miền đặt xe lơ trải đi nó cho trải đi nhưng tại tại nhóm nhân đặt lơ trải xí mình hay nó lơ desktop chẳng nếu ai chạy nó biết document and setting chỉ tự lẽ lơ về mất nè
hay nhóm vô bị administrator của user bằng nhóm cư user admin hay một bị này nhé chung mùa này 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 ok này đó mơ folder tí tăng ok này đạn nó chạy sẽ đây chạy đàn ok này đấy chứ user administrator đài miền domain này startup IT chẳng nhóm cho tài lạc lâu với á hay nhóm cho tài lạc lâu với á hay nhóm cho lượt desktop của bánh nhận đạn lượt desktop ok anh ấy cứ chỉ pha dân lượt lượt desktop mất á đại dựng mà lục chào một nắng mà anh lượt dân sạc một mươi lần lý cự ở toàn miền ấy tên á và dân lục hỏi ở hỏi hỏi mình pha lần màu thế và lời dân chập đàn phơ ca recovery chứ dân màu sẽ đâm lưu viết vô biệt thà restore chứ restore mình bị dùm dân override rồi có keep nê tha override nê tha viên nâng delete file này chào ấy override vô tư mong hay và keep cứ viên nâng keep file nâng không nâng thật đại hay nâng bằng hay nâng restore file nâng đưa đi bởi dân desktop bởi dân á nhưng mà lại không bằng nó vô biệt thà keep tới lại nên viên nâng thua ca tiêm ti ở dương bình cho nó ghi đến so rồi bỏ ai đi là dương thử ca restore nè chẳng là sang nhóm ban register hơi ấy bọn ốc này miễn là ốc này chạy ẻ thấy vậy username password bỏ viên độ bỏ vị âm ai đi và dương nè và nhóm thua rồi hết nên nhóm sẽ lại vô món và em đi sẽ tới hơi nhóm chạy biệt thả ok rung rung chăm tích nè những ai bảo chạy máu thật ta vì nâng miền mẹ đồ vầy cả lá và ai khởi những phá nâng màu bình đấy bảo phụ đỡ có phá nó không nên thống vì ai thức ca recovery màu dư tam nâng á nè thế cho mơ mơ vì chấp đàn thơ ca tiền phải là dương vậy nhé anh ấy bia lươn tôi dứt ở sai lơ đi thế nè sai lơ chạy sẽ đánh lọc khó hò vào dương thì vừa vì ấm vừa mà đồ mà sân bật meeting ấy nhưng ai show more detail về bạn thay về cái phong đặt thứ sai nè mà về phong đặt về phải sai về nơi ở tầm đặt đo batch mode thế ok chẳng khai nhé nó nên khai pha năng mau vậy nhé ok bạn chẳng nó bên này về job chạy cancel mà ok close và chạy close ok chẳng nhập bán file cho mọi người nhé chạy bạc mới ok anh ấy cứ chỉ file nhóm bán một càng là không nắng á bạn miền bay file đó ok anh nó ở tạ tông chủ mùi nâng ca install cái file chẳng ở tạ tông chủ mùi nâng ca install vị âm ở đòn nhé nhưng ta vị âm dương càng càng lột lột chẳng dương chẳng hơi có vị âm dương khâu chẳng dương chẳng restore về mọi đàn với nhé nè nhưng thời thôi mình ok lấy nhầm nhầm châu nhầm châu tới lục vị âm nó khả năng ESX mà nhầm cháu chẳng nhầm châu tới IP ESX rồi đọc 7 và hai chữ viết tròn ok chỗ này
Ok, cho tỷ sẽ vào nhóm. Password. Ok, nhóm năng tơ thì mô ID này mới chào. Hay là nhóm bật ID năng mới chào sẵn. Bật ID cho nhân remove với tạm cái đó, nhóm sạch đỏ ID nữa. Sạch đảo này. Ok, lấy khánh thả ID nó sạch đảo này là dương remove ID nó cháo. Delete với cháo mà. Are you sure you want to delete the following virtual machine? Ok, delete. Ok, ở lấy cái vị ấm cứ delete đấy. Chân đang từ install vi âm năng màu bình chân nhưng cho vi bao nhớ nè ok cũng thấy và nhưng cho vi bao nhớ cho lại tháng đấy nhưng cho mơ lại bị restore lỡ ok nhưng install vi âm hai phần vi ok chân dương số là install from a nhưng install from backup chân lại nếu dương install your entire vi âm nè entire VM cũng install cái file install mình thì ở file dừng bật bằng á nè rồi lỡ ok chẳng lại này mình chụp ra chưa ok này vô chụp ra này nè entire VM store restore hai dương add VM dân châu và chẳng nhóm add VM from mấy kế from backup ok này VM đi nè add VM dân châu mà ok chẳng bị ấm nó xài thậm chí add cho hỏi chuyện này chẳng như số tha restore to original location thì còn anh chẳng install tới là new location chẳng dừng store tới the original location của mình chẳng dừng chuyện này bây giờ viên đang thua ca tờ lâu tiền dầu data tiền dầu file bị nịa nè hình như bị chạm mà đoàn tiết tiền dầu bị nịa tiền dầu bị nịa tới nè và phố này cứ chỉ à, mình đông này pha đầy về thuốc cả bệnh hạt tiếng pha kế năng pha vi âm ok chân với xua tha secure restore scan select backup from malware computer về ok những dân ai thích này scan của bạn nè sẽ dân bài tế dân này tiết tiết nó ok này đang tha pha vi âm ok này ai long với đó ok này ai chạy lập bị scan và scan về rồi chúng ta nè ok chẳng dừng lại ok chẳng dừng năng miền chỉ pro miền bỏ vị âm dừng hay chẳng dừng finish tới ok chẳng install vị âm về riêng du chiên install chẳng restore vị âm ai về du chiên restore file á dân mơ ESX mơ dưỡng ở toàn đi thế ok là khi mình vi âm dân mơ vinh ấy không mà tái ở quay ở toàn ai prai quả nạp bà này là xa ấy là xa tái hoàn toàn bàn bệnh áp chọc sọc group restore chọc sọc group ấy nè yếu bỏ restore ring hạt đi bỏ được hạt đi ok chẳng là thạo và giỏi này vim nó cứ dừng chẳng đó chẳng ai cập chrome với bàn chẳng ok giờ mới việc bệnh áp chọn nữa store chọn nữa nơi tế thế này cứ chia thẹp bộ bộ mình bộ phía chẳng ở sai thập trí với tâm restore ban toàn ban mặt chi không chẳng ở về thời ca phê dù nè ok về install red install red, red restore với ban tận đọc vào mỗi mê gặp bài per scan ok
Ok, chắc nhóm skip video nâng sân chẳng phải chất chóp như nâng chụp này một đồng. Nên đó khá này là khuyên thao về restore chóp hay. Nhưng clock về tới, nhưng clock về tới. Này, lại mưa lọc về bàn á, successfully ấy. Ok. Lấy dương cho tự bạc mơ nên lời mà dương này nè bà ta ta vị âm mơ dương này ai pra ban hay nữa. Ok, ở lời dương xa cho ran vị âm nâng mơ. Sao về đậm nào cả ổn. Và đấy phải hai chia đậm nào cả đó. Chẳng vim cứ về bị xe trong chuyện nội năng. Ok, nó về làm này cái là dân xã remote mà mới này. Nhưng remote mà ai phê về bên này nè. Ok. Mà ta vì ai ở dân connect tới châu ớt. Ok, dân wipe password đi mà. Khó. Ok, khởi thác châu thỏm đá rồi nè. Chẳng vị âm về dương nó cứ dương ai restore bàn thỏm đá. Hay phá nó cứ vị ắt bạc đây. Chẳng nè cả nạp xe bỏ vím cứ vị xe chẳng nè. Restore vị âm có bán, restore ghé có bán. Chẳng là hay vì Prao fit cho mùi nông ESX. Ok, chẳng ở video này mình tập bản năng tiếp. Và sân chỉ mình chẳng ngọt lấy tạo tông cho mùi nông vím tăng cả install, tăng config, nâng cả backup, à giờ drop chi comment ở hàng Chrome nhóm định hình chia lối, rồi có à Telegram, rồi có Facebook nhóm có bán nhóm bạn đã link Telegram, Facebook lên lờ channel đó, có thể ad show thêm ở bạn. Ok, ok, chúc nuôi chúc nuôi nơi tip bị xe lực rồi.